Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý của nhà nước, hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý do Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ tổ chức trong sáng nay tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh. Tham dự có đại diện Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ, hơn 250 trưởng ấp, cán bộ chi hội, đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng huyện Phong Điền. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu các nội dung gồm chính sách trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý, quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù. Công tác trợ giúp pháp lý góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, giới thiệu các tình huống pháp luật có liên quan. Hoạt động tập huấn của Cục Trợ giúp pháp lý sẽ tiếp tục được triển khai cho các trưởng ấp, cán bộ chi hội, đoàn thể của ba huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ trong ngày 14 tháng 6.